Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 3 tháng 11. Khách du lịch quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh tăng 100% sau 1 năm. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong tháng 10 năm 2022, thành phố đã đón hơn 546.000 lượt khách quốc tế, đưa số khách quốc tế đến thành phố trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 2,65 triệu lượt, tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 75,9% so với kế hoạch. Tuy vậy, sức hồi phục từ khách quốc tế vẫn chưa như kỳ vọng. Bởi theo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu các dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch lữ hành trong tháng 10 của thành phố có xu hướng giảm do kỳ nghỉ hè đã hết và thời tiết đã chuyển sang mùa mưa bão. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để chuẩn bị các sản phẩm đón khách quốc tế trở lại, Sở đã xây dựng kế hoạch sản phẩm du lịch gắn với kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố, trên cơ sở lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để khảo sát đánh giá hiện trạng các loại hình dịch vụ, sản phẩm chủ lực về đêm. Từ đó nghiên cứu, đề xuất một số tour phát triển sản phẩm du lịch đêm để phát triển phù hợp với tình hình của địa phương và nhu cầu, thị hiếu của du khách. Xăng dầu giúp thu ngân sách của Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cán đích sớm kỷ lục. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, tính lũy kế đến hết ngày 1 tháng 11, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đạt 116.919 tỷ đồng. Tương ứng 100,36% kế hoạch được giao 116.500 tỷ đồng, tăng 21,74% so với cùng kỳ năm 2021, tương đương tăng 20.883 tỷ đồng. Như vậy, còn 2 tháng nữa mới hết năm nhưng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành chỉ tiêu ngân sách được giao. Đây được xem là kỷ lục của Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vì những năm gần đây số thu ngân sách luôn hồi hộp đến phút cuối. Theo Cục Hải quan thành phố, kết quả thu ngân sách từ mặt hàng xăng dầu tăng cao là một trong những lý do kéo số thu ngân sách của đơn vị tăng vọt. Tình hình kinh tế hoạt động nhộn nhịp trở lại, doanh nghiệp chủ động nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu về phục vụ sản xuất cũng giúp cho số thu thuế xuất nhập khẩu cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Việc số thu ngân sách cán đích sớm còn nhờ ngay từ đầu năm, cơ quan hải quan đã triển khai nhiều biện pháp tăng nguồn thu, tăng cường công tác chống thất thu qua các biện pháp nghiệp vụ, trong đó công tác tham vấn giá tăng thu cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Ùn tắc tại thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng gia tăng. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng đầu năm có diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2021. Đến tháng 9 năm 2022, tình hình ùn tắc tại thành phố có chiều hướng gia tăng, lượng xe trên các tuyến trục chính tăng trung bình 20% so với cùng kỳ năm 2020 trước thời điểm giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Về giải pháp khắc phục, Ban An toàn giao thông thành phố kiến nghị thành phố giao Sở Giao thông Vận tải thành phố rà soát, xử lý các bất cập về hạ tầng, bổ sung biển báo, tín hiệu, vạch sơn và các hình thức tuyên truyền mô phỏng trực quan tại các con đường thường xảy ra tai nạn. Đồng thời, triển khai phương án hạn chế xe khách giường nằm vào nội đô, thống kê các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gửi về các địa phương để chấn chỉnh. Sở cũng thống kê các điểm ùn tắc để phối hợp với Thủ Đức cùng các quận huyện bố trí lực lượng điều tiết giờ cao điểm. Công an thành phố chủ trì xây dựng phương án huy động các lực lượng điều tiết tại các khu vực phức tạp có nguy cơ ùn tắc, đẩy mạnh công tác xử phạt vi phạm qua hình ảnh, nghiên cứu theo hướng xử phạt nguội tự động hoàn toàn nhằm tăng hiệu quả phòng ngừa tai nạn. Mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh đều xử lý xe dù bến cóc. Động thái này được thành phố Hồ Chí Minh mạnh tay thực hiện sau việc nhiều tuyến vận tải hành khách biến mất khi được chuyển về bến xe miền Đông mới, trong đó nhiều tuyến biến tướng thành xe dù bến cóc gây mất trật tự. Qua đó, mỗi ngày thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đều phân công các tổ công tác tuần tra liên tục xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Theo đánh giá, nhiều nhà xe núp bóng xe hợp đồng trá hình hoạt động đưa rước khách, lợi dụng trạm xăng, bãi đất trống làm nơi lên hàng, lên khách rất khó xử lý. Không chỉ vậy, xe dù hoạt động tinh vi, có người cảnh giới phát hiện lực lượng đến thì lập tức bỏ chạy. Chưa kể tài xế không hợp tác, gây cản trở cho lực lượng chức năng khi đuổi theo, việc này gây nguy hiểm cho người dân đi đường. Trong tháng 10, Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan xử lý quanh các bến xe liên tỉnh, tuyến đường quốc lộ. Qua kiểm tra, phát hiện xử phạt 143 trường hợp hơn 256 triệu đồng, trong đó xử phạt qua camera là 70 trường hợp vi phạm. Tháng 11 trở đi, việc kiểm tra sẽ được thực hiện liên tục mỗi ngày, đặc biệt là dịp Tết đang đến gần, nhu cầu đi lại người dân gia tăng.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất 0,75% lần thứ tư trong năm 2022. Theo hãng tin Reuters, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo tăng lãi suất mạnh lần thứ tư liên tiếp, thậm chí cho rằng vẫn sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, nhưng đồng thời cũng để ngỏ khả năng giảm mức tăng lãi suất trong những lần tới. Ủy ban thị trường mở liên bang FOMC, cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của Fed, quyết định nâng biên độ lãi suất cho vay cơ bản của Fed lên khoảng 3,754%. Đây là lần tăng 0,75% thứ tư liên tiếp do Fed đưa ra và là lần tăng lãi suất thứ 6 kể từ tháng 3 năm 2022. Nhà Trắng cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn pháo cho Nga. Theo Reuters, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Mỹ có thông tin cho thấy Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng đáng kể đạn pháo cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Kirby nói rằng Triều Tiên đang cố gắng che giấu các lô hàng bằng cách chuyển chúng qua các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời cho biết Washington sẽ tham vấn với Liên Hiệp Quốc về trách nhiệm giải trình đối với các chuyến hàng. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.